Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới. Đến dự lễ tuyên thệ có đồng chí Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau 3 tháng huấn luyện với tinh thần dược nắng thắng mưa, say sưa luyện tập, các chiến sĩ mới đã nhận thức sâu sắc về bản chất truyền thống quân đội, truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh và truyền thống đơn vị. Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của người chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, tự giác chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân. Kết quả kiểm tra cuối khóa huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% đạt khá giỏi, kết quả chung huấn luyện đạt loại giỏi. Phát biểu tại lễ tuyên thệ, đồng chí đại tá Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang yêu cầu các chiến sĩ mới tiếp tục ra sức học tập và rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật quân sự, thực hiện tốt nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu, chấp hành nghiêm pháp luật của nhà nước, điều lệnh của quân đội, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.